Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Khánh Ly sinh ngày 6 tháng 3 năm 1945 tại Hà Nội. Chưa kịp lớn lên thì đã phải chịu cảnh cha mẹ ly tán. Mẹ đi bước nữa với người chồng thứ hai là một cảnh sát. Năm 1955, khi vừa tròn 10 tuổi, Khánh Ly theo mẹ và cha dượng di cư vào Sài Gòn. Ở Sài Gòn được một năm thì người cha dượng lại bị chuyển công tác lên Đà Lạt, nên đem cả gia đình theo. Thừa hưởng dòng máu văn nghệ từ cha ruột nên ngay từ khi còn nhỏ, Khánh Ly đã rất mê ca hát. Năm 9 tuổi, Khánh Ly đăng ký tham gia một cuộc thi hát tại Hà Nội. Bà thể hiện bài thơ ngây của nhạc sĩ Anh Việt nhưng không đoạt giải. Năm 11 tuổi, Khánh Ly trốn nhà, đi nhờ xe chở rau từ Đà Lạt xuống Sài Gòn để tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ nhí do Đài Pháp Á tổ chức tại rạp Norodom. Ban đầu Khánh Ly chọn bài Từ Giã Kinh Thành để dự thi, nhưng ban tổ chức không đồng ý vì đó là cuộc thi dành cho con nít. Nên bà đành chọn bài Ngày Trở Về của nhạc sĩ Phạm Duy. Lần này Khánh Ly đã thắng được giải nhì. Thi hát xong, Khánh Ly lại theo xe chở rau ngược trở về Đà Lạt. Ở tuổi 80, danh ca Khánh Ly đã không còn sợ hãi trước cái chết. Bà đón nhận một cách bình thản và đã có sự chuẩn bị hậu sự cho bản thân để không phiền hà đến con cháu. Thế nên, với những lời đồn đại lấy sự sống chết của bà để gây chú ý, bà cũng không còn nặng lòng trách cứ. Nhưng nếu có chuyện đó, bà bảo, tôi mà ra đi thì sẽ cười chứ không khóc. Mọi thứ quan trọng của tôi đã gửi mọi người rồi. Hồi tháng 7 vừa qua, tin đồn rộ lên trên các trang mạng về việc danh ca Khánh Ly qua đời khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Do bà sống ở Mỹ nên việc kiểm chứng thông tin cũng không phải dễ nên càng khiến người hâm mộ hoang mang. Chỉ đến khi bà chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, đông đảo công chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Và trong những ngày tháng 8 này, sự xuất hiện của danh ca Khánh Ly ở Việt Nam đã là câu trả lời chắc chắn cho sự bền bỉ về sức làm việc bằng một live show như một lời chia tay tại nhà hát lớn Hà Nội. Từ nhiều năm nay, danh ca Khánh Ly nói bà đã nhận được không ít lời đồn về việc mình qua đời đột ngột. Đôi khi tôi nhận được những cuộc điện thoại thoảng thốt từ người thân, bạn bè đến để mắt thấy tai nghe. Nhưng vì giữ ý nên họ xoay sang hỏi, mai có khỏe không? Nhưng kỳ thực là tôi hiểu họ muốn hỏi tôi là, mai chưa chết à? Bà hài hước trào lộng. Vì đã bị đồn nhiều nên bà cũng đã thấy quen, nhưng các con bà phải đối diện với những thất thiệt ấy khiến bà không yên lòng. Tội nghiệp mấy đứa con tôi, chúng nó ngây thơ nên nghe xong sợ hãi lắm. Tôi không hiểu người ta nghĩ gì mà lúc nào cũng mong bất hạnh đến cho người khác, hay nỗi bất hạnh của người khác là niềm hạnh phúc của họ. Mà không chỉ đồn đại về cái chết, ngay cuộc sống riêng tư của tôi cũng từng là câu chuyện phóng đại rằng tôi có 5-6 người chồng, trong khi tôi đếm hoài cũng không thấy người thứ tư đâu. Bà cười nói, bà trải lòng, tôi mà ra đi thì sẽ cười chứ không khóc, mọi thứ quan trọng của tôi đã gửi cho mọi người rồi. Tôi gần như quên hết những người nợ tiền, chỉ có nợ tình cảm mới đáng sợ, kiếp sau cũng không trả được. Tôi không có tiền để lại cho con, chỉ để lại cho nó đời sống được học hành, kiếm được tiền nuôi gia đình. May mắn con tôi không giàu có, không là ông nọ bà kia nhưng sống tử tế. Con cái là gia tài duy nhất của đàn bà, nên như thế là quá hạnh phúc rồi. Đêm nhạc như một lời chia tay sắp tới đây có phải là đêm nhạc cuối cùng như lời đồn đại để bà lui về sống an dưỡng tuổi già. Danh ca Khánh Ly chia sẻ, cuộc sống vốn ngắn ngủi có thể hôm nay vừa gặp ngày mai đã thành nghìn trùng xa cách rồi. Lúc nào gặp được thì chào nhau một tiếng, dù là lời chào tái ngộ, chào tạm biệt cũng là câu chào. Để sau này có chuyện gì chúng ta không tiếc gì nhau cả. Đó là lý do tôi mượn tạm bài hát của ông Trịnh Công Sơn cho đêm nhạc lần này. Cũng có ý kiến vì lo lắng cho sức khỏe của danh ca mà khuyên bà nên nghỉ ngơi. Nhưng ca sĩ Một Cõi Đi Về tâm sự rằng bà đã trót quá yêu nhạc Trịnh Công Sơn nên không rời nhạc Trịnh được. Bà nói, tôi có thể bị đau chân, đau tay, đau đầu từ biến chứng của căn bệnh đau thần kinh tọa nhiều năm nay. Nhưng khi bước lên sân khấu và cất tiếng hát là tôi sẽ quên hết, thậm chí quên cả mình là ai. Tôi luôn khao khát được hát vì một ngày nào đó tôi có thể ra đi mãi mãi. Thế nên có ai yêu mến tôi thì hãy nói yêu từ bây giờ, đừng chờ đến lúc qua đời mới nói rằng yêu. Theo ca sĩ Quang Thành, người quản lý của danh ca Khánh Ly, ít ai nghĩ rằng ở độ tuổi U80 mà bà vẫn làm việc ngoài sức tưởng tượng, vừa bay một chặng đường dài gần 20 tiếng từ Mỹ về Việt Nam. Nhưng ngày hôm sau, bà đang ngồi ô tô đi hơn 200 km để trao quà từ thiện cho một chương trình mổ tim miễn phí.
Đó cũng là một trong những kế hoạch chính cho lần trở về Việt Nam nhiều năm nay của bà. Bên cạnh việc hát cho khán giả mộ điệu Trong Tâm Niệm Của Danh Ca Khánh Ly, Trong Tâm Niệm Của Danh Ca Khánh Ly mang đến trái tim thì Sẽ Để Lại Trái Tim như một lời chia tay sẽ ý nghĩa hơn chính bởi những ý cử đó. Trong đêm nhạc, người danh ca sẽ thể hiện một số bài hát mới mang đầy tâm sự mà trước đây Khánh Ly chưa có dịp thể hiện. Trong đó có chuỗi bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn trao cho ca sĩ Thanh Thúy Thái Thanh như Thương Một Người, Ước Mi, Phôi Pha, Rơi Lệ, Run Rẩy. Và những bài hát sau này của Trịnh Công Sơn như Lặng Lẽ Nơi Này, Tạ Ơn. Được biết trong đêm diễn của Khánh Ly sẽ có một số ca sĩ khách mời Tuấn Ngọc, Paolo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.